cầu được mong chờ nhất tuần thi đấu thứ 8 đã diễn ra giữa Tiwa và Hanwalai, khi mà cả hai đội đều có những mục tiêu của riêng mình. Tập đoàn bảo hiểm vẫn đang quyết tâm giành lấy vị trí top 2 của DK trước khi tiến đến vòng playoff, trong khi Tiwa dù đã đặt một chân vào vòng sâu, nhưng cú vấp ngã lượt đi mang tên Hanwalai thì cần phải trả đủ trong lần tái ngộ. Vậy lời đáp trả của Tiwa liệu có đủ sức nặng và những điểm nhận đáng chú ý nào? Hãy cùng Cảm Thể Thao tìm hiểu ngay sau đây. Ván 1, sai lầm của T1, MVP Kinje. Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa T1 và Hanwalai mở ra với màn cấm chọn không có nhiều sự đột biến. Điểm đáng chú ý nhất có lẽ là việc Hanwalai lấy đi con bài Nami của Keria để có thể hạn chế sức mạnh Lucien trong tay Gumayusi. Keria hướng đến Sona ở vị trí hỗ trợ. Faker cầm Azir đối đầu Talia của Zeka. Còn trong khu rừng thì Lee Sin của Honor phải chứng minh rất nhiều trước Wukong của Clit. Kinje từ lần gặp mặt lượt đi đã thường lựa chọn thang để có thể đối đầu với Zeus, và lần này cũng không ngoại lệ. Anh khóa vào con tướng tanker 200 năm của Riot là Kaisate đối đầu với Redacted của Zeus. Kèo đấu ban đầu được nhận định sẽ nghiêng nhiều về thần sấm 2k4 hơn là Kinje khi đường trên Hanwalai không có phong độ tốt ở những trận đấu gần đây. Nhưng thực sự bước vào ván đấu, Kinje như hoàn toàn lột xác, tiếp tục là nhân tố quan trọng cho chiến thắng của Hanwalai ở ván này. Giai đoạn đi đường, cả hai bên đều làm tốt, nhưng như thường lệ, Tiwa vẫn là người có được một chút lợi thế. Ở đường giữa, Faker có được chiến công đầu nhờ tác động sớm của Honor. Cho dù Hanwalai đã đầu tư rất nhiều tầm nhìn ngay từ cấp độ 1, cả hai người đi đường đều dành phần lớn thời gian ở cánh dưới bản đồ, vì họ đều biết điều kiện thắng của ván đấu này nằm ở Draven của Viper. Đến phút thứ 13, Keria tốc biến sử dụng khúc cao trào đầy bất ngờ, nhưng cặp đôi Viper Live cũng xuất sắc tốc biến né thành công. Viper và Draven không tốc biến, không thanh tẩy, nhưng lại quá tự tin với khả năng lách kỹ năng của mình nên đã đứng hơi cao hơn so với khu vực an toàn. Kết cục cho sự tự tin đó là mạng nằm xuống. Faker lướt tới nhẹ nhàng bảy phân chia thiên hạ mà không cần tốc biến để thành công lấy đi điểm nội tại của gã bao phủ này. Dấu tranh phút 16 nổ ra, Viper có mạng và rút lui thành công trong khi Clit phải nằm lại. Keria sau đó cũng phải nằm xuống ở tình huống biến về trên tầm nhìn của đối phương. Talia nhẹ nhàng có được mạng hạ gục. Phút thứ 19, hai đội tập trung ở hàng rồng cạnh tranh bù lợi rồng gió, nhưng thực tế là ép rồng để giao tranh khi Baron chưa xuất hiện. Clit trừng phạt thành công con rồng đầu tiên cho Hanwalai, nhưng cái giá phải trả là 4 mạng nằm xuống. Thực sự đây là cái giá quá đắt cho một con rồng. Sau pha này, lợi thế nghiêng hẳn về phía T1. Hanwalai biết cần phải làm gì để có thể gỡ lại ván đấu trên thế thua. Ngay khi thấy T1 tập trung ăn rồng, họ tràn vào đẩy máu Baron ép cho T1 phải giao tranh. Dù kèo thành công, Hanwalai bật ngược trở lại với pha phát động tấn công của Zeka với mặt đất dậy sóng. Combat diễn ra hết sức căng thẳng. Mỗi bên thành công có chỉ mình hai mạng hạ gục vào những vị trí quan trọng. Nhưng nhìn chung, Hanwalai là người có lợi thế rõ rệt trong pha này. Điểm nhấn của ván đấu bắt đầu đến ở phút 30. Hanwalai lại là những người chủ động ép giao tranh tại hàng Baron, nhưng lần này họ quyết định sẽ ăn luôn con sâu tím này. Honor tới tranh chấp 50-50, nhưng vẫn là nút trừng phạt mà vàng của Clip lên tiếng đúng thời điểm. Còn Baron thuộc về Hanwalai. Ngay sau đó tiếp tục là Kinje bộc lộ sức mạnh kinh dị với con Kaisante chống chịu, lao tới hất bộ đôi đường dư T1 ngược trở lại và kết liễu họ trong một giây. Giao tranh kết thúc với quét sạch dành cho Hanwalai. Không một ai phải nằm xuống trong pha thi đấu này. Họ có tất cả mọi công cụ trong tay để có thể lật kèo ván đấu, trong khi T1 thứ mà họ có được chỉ là một con rồng gió. Thời khắc quyết định đã điểm, con rồng ngang tổ xuất hiện ở phút 36. Hanwalai chủ động tiếp tục kế hoạch lấy mục tiêu dụ con mồi của mình, và đó là một kế hoạch hoàn hảo, lấy đi được mạng hạ gục của Zeus và Faker. Nhưng bù lại họ cũng chia tay Clip, nhờ vậy mà cả hai không thể tiếp tục ăn rồng. Phút thứ 38, Hanwalai ăn được linh hồn rồng ngàn tuổi nhờ pha đẩy Honor ra khỏi hang rồng của Kinje, khiến T1 quyết định tiến đến ăn Baron. Nhưng tại đây một lần nữa, cái trừng phạt siêu cấp của Clip cướp đi con Baron trong tay T1. Vì vậy, cả hai bù lợi mạnh nhất đều thuộc về tay của Hanwalai. Họ tràn vào, dứt điểm ván đấu vào phút 41. Ván 2, gỡ lại thế cân bằng. T1 đã giành được chiến thắng để cân bằng tỷ số 1-1 để bước đến ván thứ 3. Tuy có chút sai lầm ở giữa trận khiến cho thời gian thêm phần trải dài, nhưng T1 đã có được điều mình cần. Giai đoạn đi đường Honor có những tác động tốt để khiến cho Viper cảm thấy khó chịu. Phút thứ 10, chênh lệch đã là 3.500 tiền. Điều kiện thắng của Hàng Hoàng chuyển sang Akali của Zeka khi có lượng chỉ số farm khá tốt so với Faker. Phút 17, giao tranh hang rồng nổ ra. Zeus câu lập được vị trí của Clit,
và bị đương trên T1 solo kill. Phần còn lại của Hanwha là quá yếu để có thể giao tranh thắng trước sức sát thương của Gumayusi và Faker. Sai lầm lớn của T1 khiến cho ván đấu bị kết thúc muộn hơn đến từ phút thứ 20 khi họ quyết định ép Baron trong khi không có công cụ để mở ngược trở lại. Hanwha Life đơn giản là không từ chối món quà mà T1 ban tặng. Họ tràn vào giao tranh và lấy đi những màn hạ gục quan trọng, đồng thời lấy luôn đi con Baron để mở ra cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng rồi đến phút 33, khi mà chống chịu duy nhất của Hanwha Life là Kinjen đã lên bảng đếm số, không còn ai đủ sức chống chịu sát thương của Lucian trong tay Gumayusi. Có được linh hồn rồng đất cùng cả rồng ngàn tuổi, T1 tự tin bước thẳng vào nhà chính đối thủ và tự tạo nên cơ hội cho bản thân ở ván thứ 3. Ván 3, giải tỏa tâm lý, T1 đo lại món nợ lượt đi. Không thường xuyên phải tiến đến ván 3, nhưng T1 vẫn giữ được những lợi thế ban đầu. Phút thứ 10, Honor của Faker có pha phối hợp hoàn hảo để lấy về 3 mạng hạ gục, chênh lệch lên đến gần 3.000 tiền. T1 cho thấy khả năng đi đường của họ tốt như thế nào, đặc biệt Honor với con Nocturne lần đầu xuất hiện của mình thực sự gieo rắc ác mộng cho Hanwha Life khi có tỷ lệ tham gia hạ gục là 100% ở phút 15. Giao tranh nổ ra ở phút 19, T1 là đội hoàn toàn có lời với 4 mạng hạ gục và chỉ mất 2 người. Đặc biệt, nhưng mà hạ gục đó lại rơi vào tay Gumayusi, trong khi bên kia thì chỉ có Kinjen là có được một mạng quý giá của thái tử nhà T1. Phút 21, T1 phát động cuộc tấn công cuối cùng bằng pha sóng thần đến từ Caria ở một góc rất đẹp. Honor tắt đèn với chiều cuối của mình và lao thẳng vào làm rối loạn tuyến sau Hanwha Life. Phần còn lại của giao tranh là những phát bắn cùng những cú xỉa đau thấu xương đến từ Gumayusi và Faker. Toàn bộ đội hình Hanwha tan vỡ và chính thức T1 đòi lại món nợ lượt đi ở phút 22. Những sai lầm ở ván 1 và 2 đã được các thành viên T1 khắc phục hoàn toàn trong ván 3. Cho dù đã đòi lại được cả vốn lẫn lời ở trận lượt đi, nhưng T1 vẫn cho thấy những điểm yếu cần phải khắc phục để có thể tiến xa hơn trong những vòng đấu tới, đặc biệt là mục tiêu MSI. Còn với Hanwha Life, dường như cứ mỗi khi gặp T1, những tố chất của một siêu sao lại được bộc lộ ra ở những con người như Kinjen hay Clip. Họ đã cố gắng cống hiến một cặp BO3 đầy mãn nhãn dành cho những ai yêu mến liên minh đỉnh cao, qua đó cũng chính thức giành được cho mình chiếc cúp chiến thắng T1, danh giá mà không đội nào làm được. Hành trình của họ vẫn sẽ tiếp tục ở vòng đấu loại trực tiếp, nơi mà những cặp BO5 nảy lửa sẽ xảy ra. Và chắc chắn sau ngày hôm nay, các đội tuyển khác cũng như T1 sẽ phải dè chừng trước sức mạnh khổng lồ mà Hanwha Life có thể mang lại.